Xin chào các bạn, ô nhiễm không khí hiện đang là vấn đề nhức nhối tại các thành phố lớn, nơi có mật độ dân số cao, phương tiện giao thông dày đặc và đặc biệt là bụi từ các công trình xây dựng hay nhà máy xí nghiệp. Chất lượng không khí không tốt sẽ tác động rất xấu lên hệ hô hấp của cơ thể, gây ra các căn bệnh như sổ mũi, viêm xoang hoặc nặng hơn nữa là viêm phổi, viêm phế quản, ung thư. Trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ô nhiễm không khí do hệ hô hấp của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, đặc biệt là với trẻ sơ sinh nên các bé rất dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp, hen suyễn, viêm mũi, dị ứng nếu liên tục phải sống trong môi trường không khí không trong lành. Việc trang bị một chiếc máy lọc không khí chuyên dụng là rất cần thiết nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ và đang sinh sống tại các thành phố lớn hoặc trong khu vực có chất lượng không khí không đảm bảo, nhiều bụi, ô nhiễm. Vừa qua thì VN Review đã có cơ hội trải nghiệm sản phẩm máy lọc không khí từ hãng A.O. Smith, một thương hiệu đến từ Mỹ mà cụ thể là model KG500FB01. Sản phẩm này thì có khả năng lọc được loại bụi siêu mịn PM2.5 nhờ trang bị màng lọc HEPA với chuẩn MERV17. Ngoài ra thì đây cũng là một sản phẩm máy lọc không khí đầu tiên tại Việt Nam có chức năng lọc không khí formaldehyde lên tới 120 m³/giờ và công suất lọc bụi thông thường cũng lên tới 500 m³/giờ. Chúng ta thường xuyên tiếp xúc với formaldehyde chủ yếu qua các vật dụng trong nhà như là gỗ sơn, ván ép, mùn cưa, keo dán. Và đây là một loại khí không màu có mùi hăng và rất độc hại với sức khỏe. Về thiết kế kiểu dáng thì chiếc máy lọc không khí của A.O. Smith trông khá là cổ điển, truyền thống, tựa như những chiếc điều hòa cây hay là quạt điều hòa hiện nay. Thiết kế này toát lên nét chắc chắn, vững chãi, đúng theo phong cách Mỹ. Chi tiết đáng chú ý hơn cả có lẽ là phần bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển này có dạng cảm ứng mà hiển thị bằng đèn LED điện tử với nhiều màu sắc thay đổi trực quan theo thời gian thực. Khi tắt thiết bị thì phần hiển thị này sẽ bóng loáng như một chiếc gương. Thiết kế độc đáo này thì theo A.O. Smith là đã được cấp bằng bảo hộ sáng chế và trông nó thực sự rất là chuyên nghiệp. Trên phần màn hình cảm ứng thì còn có hai vòng tròn hiển thị thông tin chất lượng không khí và nồng độ khí gas. Ở dưới có hiển thị 4 trạng thái của không khí như là không tốt, trung bình, tốt và rất tốt. Dù chỉ có tiếng Anh nhưng nó rất là trực quan và dễ hiểu ngay cả với người mới dùng. Máy có trọng lượng là 14 kg, tương đối gọn nhẹ. Khi cần di chuyển thì dưới đáy máy có bánh xe để dễ dàng đẩy đi đến nơi bạn muốn. Ngoài ra trên thân máy thì cũng có thiết kế thêm phần hộc để bê đỡ máy ở những bề mặt không dùng được bánh xe. Ở hai bên hông máy là hai khe lấy gió vào bộ phận màng lọc sơ cấp đạt chuẩn MERV7. Nếu bạn chưa biết thì mình xin được giải thích thuật ngữ MERV. Đây là thang tiêu chuẩn đánh giá màng lọc không khí có cấp độ từ 1 đến 20. Hai màng lọc sơ cấp của máy có tác dụng loại bỏ các chất ô nhiễm và bụi bẩn có kích thước lớn hơn PM10, giúp tăng tuổi thọ cho màng lọc chính của máy. Màng lọc được đặt phía sau một chiếc nắp đậy, khi cần thay thế thì thao tác dễ dàng. Chúng ta có thể tự làm công việc này ở nhà mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của các kỹ thuật viên. Đằng sau hai chiếc màng lọc thô này là hệ thống quạt hút không khí vào máy. Ưu điểm của hệ thống quạt hút là cho lưu lượng gió lớn, đồng thời độ ồn khi hoạt động cũng không đáng kể. Chiếc máy của chúng ta còn được thiết kế thêm hai màng lọc chính nữa, đó là màng lọc carbon hoạt tính mật độ cực lớn và màng lọc HEPA hiệu suất cao. Hai màng lọc này nằm bên trong thân máy và để thấy được màng lọc này thì chúng ta phải mở nắp này lên. Các bạn có thể thấy ở đây là có hai tấm lọc, đưa tay vào phần dây ở tấm lọc là có thể nhấc được tấm lọc lên. Đây là tấm lọc dạng kép, màng lọc carbon hoạt tính nằm ở phía trong và phía ngoài cùng là màng lọc HEPA. Chiếc máy lọc không khí của A.O. Smith thì có tới 2 tấm lọc này, như vậy là tổng số màng lọc của máy lên tới 6 màng lọc. Màng lọc carbon của máy có trọng lượng lên đến 1 kg, nó được tích hợp đằng sau màng lọc HEPA. Carbon hoạt tính thì có dạng những viên nhỏ giúp loại bỏ các chất độc hại như là TVOC, toluen, formaldehyde, các mùi độc hại từ gia đình như là mùi đồ gỗ, mùi sơn, mùn vải, mùn cưa. Màng lọc HEPA hiệu suất cao của máy đạt chuẩn MERV17. Màng lọc này có khả năng loại bỏ các loại bụi mịn và siêu mịn từ PM10 đến PM2.5. Đây là màng lọc ở cấp độ tinh nhất, thường được sử dụng trong các môi trường có yêu cầu khắt khe cao nhất về độ vệ sinh và trong lành của không khí như là bệnh viện, phòng phẫu thuật. Màng lọc HEPA của A.O. Smith được cấu tạo thành bởi khung sợi thủy tinh và những lớp PP nén siêu mỏng và được gấp thành 100 nếp gấp liên tiếp với diện tích lên tới 3,6 m². Với mật độ nếp gấp dày đặc này giúp cho máy có khả năng lọc sạch các phân tử bụi siêu mịn PM2.5 với hiệu suất cao nhất. So với màng lọc HEPA thông thường không có khung sợi thủy tinh và sử dụng công nghệ nén dệt thì màng lọc HEPA của A.O. Smith cho khả năng lọc bụi siêu mịn tốt hơn, khung sợi thủy tinh cũng giúp tăng tuổi thọ của màng lọc. Trên màn hình của thiết bị còn hiển thị trạng thái của tấm lọc sơ cấp và tấm lọc chính hiện tại, cũng như là thông báo thay thế để chúng ta dễ dàng thay thế khi cần thiết. Trên sản phẩm này thì có 3 cảm biến thông minh giúp đo lượng bụi và phát hiện các khí độc tồn tại trong không khí. Ở vị trí này là cảm biến bụi PM2.5, đối xứng ở bên đây là cảm biến khí ga. Máy sẽ cảnh báo nếu phát hiện rò rỉ ga trong không khí, đảm bảo an toàn trong trường hợp khí ga rò rỉ mà bạn không hề hay biết. Cảm biến thứ 3 của máy thì được đặt ở phía sau này. Cảm biến này là cảm biến bụi thô. Phía bên cạnh có in hướng dẫn vệ sinh cảm biến bằng bông tăm sau một khoảng thời gian sử dụng. Chiếc máy lọc không khí của A.O. Smith thì có cách sử dụng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần cắm nguồn điện vào rồi ấn vào phím nguồn trên mặt điều khiển là máy sẽ tự động chạy ở chế độ Smart. Ở chế độ này thì bộ điều khiển trung tâm kết hợp cùng các cảm biến sẽ hoạt động kiểm tra chất lượng không khí trong phòng rồi điều chỉnh cho máy lọc bụi ở mức độ phù hợp.
Mình đã dùng một chiếc đồng hồ đo điện năng tiêu thụ thì ở chế độ này, máy chỉ tiêu thụ khoảng 15W/giờ, có nghĩa là chỉ ngang với một chiếc quạt điện cỡ nhỏ, rất là tiết kiệm điện. Máy còn có chế độ sleep, tức là chế độ dùng khi mà bạn nghỉ ngơi. Ở chế độ này thì máy sẽ không hiển thị đèn trên màn hình và điều chỉnh cho quạt chạy ở mức êm nhất. Độ ồn của máy khi hoạt động ở chế độ này thì gần như là không đáng kể. Chế độ thứ ba của máy là chế độ quick. Đây là chế độ làm sạch không khí nhanh, máy có thể lọc sạch 500 mét khối không khí trong vòng 1 giờ và lọc sạch phòng có diện tích 100 mét vuông trong chưa đầy 30 phút. Ở chế độ này thì quạt hút của máy sẽ hoạt động ở mức tối đa nên độ ồn là tương đối lớn. Điện năng tiêu thụ của máy khi hoạt động ở chế độ này là khoảng 55W, tương đương với các loại quạt điện cỡ thông thường. Cảm biến bụi của máy sẽ hoạt động liên tục cả ở trong 3 chế độ để tự động điều chỉnh việc vận hành cho phù hợp. Ngoài ra thì bạn cũng có thể điều chỉnh công suất hoạt động của quạt hút linh hoạt với 3 mức là cao, trung bình hay thấp trên bảng điều khiển ở đây. Tổng kết lại thì mẫu máy lọc không khí KG500FB01 của Aerosmith có khả năng lọc bụi rất nhanh và hiệu quả với màng lọc than hoạt tính và màng lọc HEPA hiệu suất cao. Máy chạy êm, tiết kiệm điện, không gây tiếng ồn khó chịu. Máy có khả năng lọc sạch không khí của toàn bộ căn hộ của bạn với khả năng lọc siêu nhanh 100m2 trong chưa đầy 30 phút. Máy sử dụng 100% công nghệ lọc tự nhiên, không có ion, ozone, không gây nguy hại tới sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ngoài ra, máy có chế độ vận hành tự động thông minh, thao tác điều khiển dễ dàng. Bạn chỉ cần bật nguồn lên, còn lại các thiết lập khác máy sẽ tự động điều chỉnh phù hợp. Không chỉ lọc được bụi mịn thông thường, mẫu máy lọc không khí này là mẫu máy đầu tiên tại Việt Nam có chức năng lọc formaldehyde lên tới 120m3/giờ. Điểm mình thấy Aerosmith cần cải tiến đó là cho phép điều khiển máy từ smartphone thì sẽ tiện lợi hơn nhiều. Thêm nữa là mức giá 18,6 triệu đồng cũng khá là cao do sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Các bạn có suy nghĩ gì về mẫu máy lọc không khí này của Aerosmith thì hãy comment chia sẻ ở phần bình luận phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận. Đừng quên like hay là subscribe kênh YouTube của VN Review để nhận được nhiều video đánh giá chi tiết hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mình sẽ còn trở lại trong nhiều video tiếp theo. Giờ thì xin chào, bye!